chào quý vị. Mời quý vị theo dõi Thế giới 24 giờ, chương trình thời sự quốc tế được phát sóng mỗi ngày trên HTV7. Chương trình hôm nay 1 tháng 1 năm 2009 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức một phiên họp khẩn cấp theo yêu cầu của Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Gaza. Công ty khí đốt độc quyền Gazprom của Nga cắt tất cả lượng khí đốt cung cấp cho Ukraine. Cháy một hộp đêm nổi tiếng tại Bangkok làm ít nhất 59 người chết và 200 người bị thương. Bộ phim mới Tự Thú của một kẻ nghiện mua sắm của hãng Disney với diễn xuất của Isla Fisher. Thưa quý vị, năm 2008 với nhiều biến động và khó khăn đã trôi qua. Trong những giờ khắc bước vào năm mới 2009, bất chấp bối cảnh kinh tế ảm đạm, người dân tại các nước trên khắp thế giới vẫn chào đón năm mới một cách tưng bừng với những màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Cả thế giới đang hướng về một năm mới với niềm hy vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc hơn. Pháo hoa sáng rực bầu trời đêm ở nhiều thủ đô các nước từ Đông sang Tây khi thế giới đón chào năm mới 2009. Thành phố Auckland của New Zealand là thành phố đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2009. Thành phố này đánh dấu năm mới bằng màn pháo hoa bên trên Sky Tower trong tiếng còi tàu rền vang. Thế nhưng, thành phố lớn đầu tiên bước sang năm 2009 là thành phố Sydney của Australia. Và đúng với danh tiếng hàng năm, thành phố này đã mang đến cho khách thưởng lãm màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, lung linh tại cầu cảng Sydney. Cuộc trình diễn pháo hoa đã sử dụng 100.000 pháo hoa độc đáo, tốn kém khoảng 5 triệu đô la Australia, tương đương với 3 triệu 500 ngàn đô la Mỹ. Ban tổ chức cho biết nếu màn trình diễn đặc sắc giúp cho người xem tạm quên đi tình hình ảm đạm của kinh tế toàn cầu, dù chỉ trong chốc lát, xem như ban tổ chức đã thành công. Tại Hồng Kông, hàng ngàn người đã tập hợp tại cảng Victoria để xem pháo hoa. Tại ngọn tháp Tokyo, Nhật Bản, dưới ánh đèn rực sáng, hàng ngàn quả bóng bay lên bầu trời đêm và mọi người reo hò vỗ tay mừng năm mới 2009. Trong khi đó, tại ngôi đền Jochoji, khoảng 20.000 người đã đến để chứng kiến nghi lễ gióng chuông. Thái Lan cũng bắn pháo hoa mừng năm dương lịch 2009. Trong khi đó, hoạt động mừng năm mới dương lịch ở Trung Quốc không sôi nổi lắm. Người dân nước này tìm đến các chương trình văn nghệ và truyền hình để hồi tưởng về một năm có những mất mát, thử thách và những thành công của Trung Quốc khi nước này gia tăng vị thế trên thế giới. Tại Nga, pháo hoa làm đẹp thêm bầu trời bên trên quảng trường đỏ ở Moscow. Còn tại Ukraine, nước láng giềng với Nga, đám đông đã tụ tập tại quảng trường độc lập để xem pháo hoa. Hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới cũng được tổ chức tại các thủ đô khác ở châu Âu. Đến Pháp, hàng ngàn người đã tập hợp tại đại lộ Champs-Élysées để đón năm mới. Du khách đến từ nhiều nước đã khui rượu champagne vào lúc nửa đêm để mừng năm 2009. Nhiều người đổ ra đường để mừng năm mới tại Bratislava, Slovakia. Không khí chào mừng này trùng hợp với việc đồng euro chính thức được lưu hành tại nước này. Bất chấp cái lạnh đến âm 17 độ C, hàng trăm ngàn người đã đến chứng kiến lễ mừng năm mới tại quảng trường thời đại ở New York. Khi đồng hồ bước sang năm 2009, một tấn hoa giấy đã được thổi tung bay trong khắp mọi ngõ ngách của quảng trường thời đại, đánh dấu sự kết thúc của một năm đầy biến động và đi vào lịch sử. Trong đó, nước Mỹ có vị tổng thống da đen đầu tiên và cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua. Năm 2008 đã khép lại, nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ cầu mong một năm mới khấm khá hơn. Tại London, thủ đô Vương quốc Anh, người ta tụ tập dọc theo sông Thames để xem cuộc trình diễn pháo hoa tại bánh xe thiên niên kỷ, còn gọi là mắt London. Trong khi đó, tại Scotland, những người chào đón giao thừa năm mới đã thưởng lãm cuộc trình diễn pháo hoa ngoạn mục phía trên lâu đài Edinburgh. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2009, tình hình tại dải Gaza đã có phần yên tĩnh hơn sau 5 ngày Israel cho máy bay bắn phá nhiều mục tiêu của Hamas tại đây, gây thương vong lớn cho dân thường. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang bàn thảo về một lệnh ngưng bắn ngay lập tức tại Gaza. Đêm hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp theo yêu cầu của Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Gaza. Dự thảo nghị quyết do Libya đưa ra thay mặt Liên đoàn Ả Rập yêu cầu có một lệnh